Xin kính chào quý vị. Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 235 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong cơ thể con người của chúng ta đó, có rất là nhiều các cái cơ quan để nó cấu tạo lên hình hài của một con người. Khi mà bất kỳ một cái cơ quan nào trong cơ thể của chúng ta bị bệnh thì nó đều ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của chúng ta trong đó có một cái cơ quan khi mà nó bị bệnh á, thì vì nhiều cái lý do tế nhị khác nhau mà chúng ta ngại đi khám bệnh do đó mà nó ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta nữa đó là hệ sinh dục và để giúp cho mọi người có một cái nhìn khái quát nhất về hệ sinh dục trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái chức năng và cấu tạo của bộ phận sinh dục con người mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình tuần này tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cấu tạo và các cái chức năng sinh lý của hệ sinh dục nam thì quý vị biết rằng bộ phận sinh dục nam nó có hai phần bộ phận sinh dục ngoài và bộ phận sinh dục trong thì mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát thứ nhất là chúng ta nói về bộ phận sinh dục ngoài của nam giới nó gồm có hai phần dương vật và tinh hoàn mời quý vị nhìn lên màn hình đây là dương vật của nam giới. Và đây là tinh hoàn của nam giới. Thì đối với bộ phận sinh dục nam giới đó thì cái bộ phận sinh dục ngoài nó chỉ có hai phần đó thôi. À, thứ nhất là chúng ta nói về uh, tinh hoàn của nam giới. Thì ở trên màn hình nó quý vị quan sát thấy đó, đây là cái tinh hoàn uh, của người nam nó gồm có hai tinh hoàn nó nằm ở trong một cái bìu và cái bìu này nó là một cái cơ quan duy nhất ở trong cơ thể của chúng ta nó nằm ngoài cơ thể nó nằm ở một cái túi ở bên ngoài. Bởi vì tại sao nó lại nằm ở bên ngoài? Bởi vì quý vị biết là cái tinh hoàn nó chỉ có thích hợp ở cái nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ 37 độ C là nhiệt độ trong cơ thể chúng ta. Thì cái bìu này nè, nó nằm ở bên ngoài. Do đó mà nó có thể tự động điều tiết nhiệt độ được để bảo đảm rằng lúc nào nhiệt độ của nó cũng khoảng 34 độ C. So với nhiệt độ 37 độ C của cơ thể của chúng ta. Cái da bìu này nè là nó là một cái lớp da rất là nhăn nheo để cho nó có một cái độ co giãn nhất định. Khi mà nhiệt độ cơ thể của chúng ta nóng lên thì cái da bìu nó giãn ra, nó làm cho cái tinh hoàn đi xa cơ thể. Do đó mà nó nhiệt độ nó không có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thân nhiệt của chúng ta. Ngược lại khi mà thời tiết thay đổi như là trời quá lạnh thì ngay lập tức cái da biểu nó co lên nó áp sát nó kéo cái tinh hoàn này vào sát cơ thể nó làm cho cái tinh hoàn này được ấm dần lên để bảo đảm rằng lúc nào nhiệt độ của nó cũng khoảng 34 độ C thôi đó là một cái cơ chế rất là đặc biệt đối với cái tinh hoàn của người Nam quý vị thấy đó là quý vị thường nghe dân gian người ta nói là lạnh teo buri là như vậy đó khi mà một đứa trẻ cũng vậy nó bị lạnh thì ngay lập tức là cái biểu của nó săn lại, nó co lên. Và khi mà nó số cao hoặc là thời tiết nóng thì, thì cái da biểu nó giãn ra, nó làm cho cái tinh hoàn này đi xa cơ thể của chúng ta để nó không có bị ảnh hưởng bởi thân nhiệt của cơ thể chúng ta. Đó là cái lý do tại sao mà cái tinh hoàn này nó là một cái bộ phận duy nhất nằm ngoài cơ thể của chúng ta. Và cái tinh hoàn này thì nó có kích thước khoảng 3 cm nhân 4 cm nhân 2,5 cm có nghĩa là kích thước của nó chỉ bằng khoảng trái hạnh tức là mình kêu bằng trái tắc đó đó là cái kích thước của cái tinh hoàn thì ở bên trong tinh hoàn á mời quý vị nhìn lên màn hình nhá ở trong tinh hoàn này nè đây là hai cái tinh hoàn ở trong tinh hoàn này thì nó gồm có các cái ống sinh tinh và nó có tế bào lê khi mà một người nam tới cái tuổi dậy thì đó, thì các cái ống sinh tinh ở trong tinh hoàn này nó có nhiệm vụ là tiết ra tinh trùng và cái tế bào Leydig thì nó có tác dụng là tiết ra cái nội tiết tố testosterone đó là cái nội tiết tố nam. Thì quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy không? Đây là cái tinh hoàn, còn cái màu đỏ đỏ ở đây, hai cái phần mà nhu lên ở như cái đầu tinh hoàn này thì người ta gọi đó là cái màu tinh chính cái màu tinh này nó sản xuất ra tinh trùng khi mà tới tuổi dậy thì thì có tinh trùng thì nó sẽ theo hai cái ống dẫn tinh này để nó đi lên cái bóng tinh ở đằng sau cái tuyến tiền liệt để khi mà có sự xuất tinh thì nó sẽ đi theo cái ống phóng tinh nó đi xuống cái niệu đạo và nó đi ra ngoài thì gọi đó là hiện tượng xuất tinh vậy thì tinh hoàn này nó có những cái chức năng gì đối với người nam giới thì tinh hoàn À, của người nam giới đó nó đảm nhận hai cái chức năng đó là chức năng nội tiết và chức năng ngoại tiết thì thứ nhất là chúng ta nói về chức năng ngoại tiết à, cái chức năng này nó được thể hiện qua cái việc à, sinh tinh trùng khi mà à, người nam đến cái tuổi dậy thì à, câu hỏi thứ hai được đặt ra ở đây là cái tinh hoàn này nó có cái chức năng gì à, đối với nam giới thì à, cái à, tinh hoàn này nè nó có hai cái chức năng cơ bản đó là chức năng ngoại tiết và chức năng nội tiết chức năng ngoại tiết tức là khi mà người nam đến cái tuổi dậy thì thì nó sẽ sản sinh ra tinh trùng khi mà nó sản sinh ra tinh trùng đó thì nó sẽ bắt đầu nó đi đến cái màu tinh và như tôi nói hồi nãy nó sẽ di chuyển một phần đến cái bóng tinh và từ cái túi tinh dự trữ đó khi mà có những kích thích về mặt tình dục thì nó sẽ được phóng ra ngoài đó là chức năng ngoại tiết của tinh hoàn Chức năng thứ hai là chức năng nội tiết. Chức năng này đó thì nó thể hiện qua cái việc sản xuất cái hormone môn sinh dục nam. Phần lớn là testosterone. Cái hormone môn này nè, nó sẽ quyết định và nó củng cố những cái đặc tính sinh dục ở nam giới. Như là đến cái tuổi dậy thì thì người ta sẽ mọc lông, mọc râu. rồi nó thay đổi cái giọng nói, nó phát triển cái cơ bắp lên. Nó phát triển những cái đặc tính của nam giới. Đồng thời nó giúp cho cái hệ sinh dục nó được hoạt động. Và nó phát triển cái chức năng sinh lý của nó như là nó sản sinh ra tinh trùng, tinh dịch, vân vân. Đó là cái chức năng nội tiết của tinh hoàn. Chúng ta qua một cái bộ phận thứ hai của bộ phận sinh dục ngoài nam giới, đó là dương vật. Mời quý vị nhìn lên màn hình nha. Đây thưa quý vị, đây là cái thiết đồ cắt ngang của cái dương vật của nam giới. Và đây là cái thiết đồ cắt ngang mô tả cái cấu tạo bên trong của dương vật. Thì đối với lại người nam giới đó, cái dương vật này nè, nó gồm có những cái lớp da ở bên ngoài, những cái lớp da, lớp cơ, mạch máu ở bên ngoài và ba cái thể cơ bản nhất, đó là hai cái thể hang hai bên và cái thể xốp ở bên dưới. Thể xốp thì chỉ có một thôi, còn thể hang thì nó có hai cái thể hang nằm ở hai bên. Hai cái thể hang này nó giúp cho cái dương vật của nam giới có thể cương cứng hay là mềm đi là do hai cái thể hang này nó quyết định. Còn cái thể xốp này thì ở bên trong nó chứa cái niệu đạo của nam giới. Cái niệu đạo này vừa là cái nơi mà dẫn nước tiểu từ bàng quang đi ra ngoài, vừa là cái nơi để cho tinh dịch nó đi theo cái đường này nó ra ngoài mỗi khi mà người nam giới xuất tinh. Tức là cái niệu đạo của nam giới nó có hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là dùng để đưa nước tiểu ra ngoài. Thứ hai nữa là dùng để cho tinh dịch đi qua đây khi mà có hiện tượng xuất tinh. Đó là cái cấu tạo của bộ phận sinh dục ngoài của nam giới. Nhân đây tôi cũng nói sơ qua về cái cơ chế cương cứng của dương vật. Thì như quý vị biết đó, khi mà bị kích thích thông qua các cái giác quan như là thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, thậm chí là qua cái sự tưởng tượng của con người chúng ta thì các cái động mạch cung cấp cho cái thể hang này nó nó được giãn rộng ra. Do đó mà một cái lượng máu rất lớn được cung cấp cho cái thể hang này. Khi mà một cái lượng máu cung cấp cho cái thể hang lớn như vậy thì cái thể hang này nó phồng lên và như vậy đó thì nó sẽ chèn ép các cái tĩnh mạch làm cho các cái tĩnh mạch này cản trở cái dòng máu nó từ dương vật trở về tim. Do đó mà cái áp lực càng ngày nó càng tăng lên ở cái thể hang này và nó làm cho dương vật được cương cứng lên. Khi mà nó hết các cái kích thích thì các động mạch nó co lại và nó làm giảm cái áp lực trên các cái tĩnh mạch. Do đó mà nó giải phóng được cái lượng lớn máu ở trong các cái lòng tĩnh mạch đó, trong các cái xoang của thể hang này nó làm cho áp lực giảm xuống và lúc đó thì cái dương vật nó lại mềm lại. Đó là cái cơ chế về sự cương cứng của dương vật. Tôi chỉ nói một cách khái quát thôi, còn rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa mà ở trong những cái chương trình chuyên sâu khi có dịp thì chúng tôi sẽ giới thiệu để cho quý vị tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về cái cơ chế cương cứng của dương vật này. Như vậy là tôi vừa trình bày xong cái cấu tạo và chức năng của bộ phận sinh dục ngoài của nam giới, đó là tinh hoàn và dương vật. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của bộ phận sinh dục bên trong của nam giới, đó là tiền liệt tuyến. Quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát cái tiền liệt tuyến. Đây, kính thưa quý vị, đây là À, hai cái thận của người đàn ông Nam hay nữ gì đều có thận hết cho quý vị nha Đây là cái niệu quản Đây là cái bàng quang Cái bàng quang này nó có một cái cổ bàng quang ở đây Và nó có cái niệu đạo từ cổ bàng quang Đi ra ngoài theo cái niệu quản này Xin lỗi quý vị đi ra ngoài theo cái niệu đạo này Và nước tiểu nó sẽ được đi ra ngoài Thì tại cái cổ bàng quang này nè Nó có một cái tuyến Đấy quý vị thấy cái tuyến ở chỗ này không Đến cái tuyến màu hồng hồng ở chỗ này Đây chính là tiền liệt tuyến của nam giới Tiền liệt tuyến này thì nó nằm ở Ngay ở bên dưới cái cổ bằng quang Và nó ôm lấy cái niệu đạo Đoạn cổ bằng quang này Và đây là cái tinh hoàn Ở cái tinh hoàn này thì nó có một cái ống dẫn tinh Từ màu tinh này nó đi lên Và nó đổ vào cái bóng tinh Đây là cái bóng tinh hay còn gọi là cái túi tinh Và nó sẽ đổ vào cái ống tinh Đi qua cái tuyến tiền liệt này À, quý vị cũng nên nhớ rằng à, người đàn ông lớn tuổi của chúng ta đó, thì rất là dễ bị những cái bệnh lý về tiền liệt tuyến này như là u sơ tiền liệt tuyến hay là phì đại tiền liệt tuyến đây đây chính là cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến hay là u sơ tiền liệt tuyến thì nó là bị bệnh lý của cái tuyến chỗ này nha quý vị nha thì à, cái tiền liệt tuyến này nó có những cái chức năng gì đối với lại à, hệ sinh dục của con người khi mà đến cái tuổi dậy thì đó thì nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều cái dịch trong để cái dịch này nó sẽ trộn lẫn với tinh trùng, nó tạo cái môi trường cho tinh trùng sống và nó cũng làm cho cái đường dẫn tinh này được trơn tru hơn và trước khi mà có kích thích thì nó sẽ tiết ra những cái dịch trơn đó. Nó sẽ giúp cho cái sự giao hợp được dễ dàng hơn là nhờ cái dịch tiết của cái tiền liệt tuyến này. Cái chức năng thứ hai nữa nó có nhiệm vụ là kiểm soát cái nước tiểu từ trong bàng quang. Khi mà nó xuất tinh thì ngay lập tức cái cổ bàng quang này nó sẽ được co bóp lại dưới cái sự tác động của tiền liệt tuyến nữa nó sẽ làm cho cái cơ vòng này đóng lại do đó khi mà xuất tinh thì chỉ có tinh trùng nó đi theo ra ngoài thôi và nước tiểu thì nó không đi theo xuống được ngược lại khi mà đi tiểu thì cái cơ vòng này nó được mở ra và cái chỗ bóng tinh này cái cơ ở vòng ở chỗ cái bóng tinh này nó sẽ được đóng lại do đó mà chỉ có nước tiểu đi ra được thôi đó là cái sự phối hợp giữa cái cổ bàng quang và cái tiền liệt tuyến này nó sẽ giúp cho cái cổ bằng quang và cái cơ vòng ở bóng tinh này được phối hợp nhịp nhàng khi nào thì cần mở ra khi nào thì cần đóng lại đó là cái sự phối hợp giữa cái chức năng của cổ bằng quang và cái cơ vòng ở cái chỗ bóng tinh trong những cái tuần tới đây khi mà chúng ta chia sẻ về những cái bệnh lý của nam giới đó thì nó có một cái bệnh là xuất tinh ngược tức là khi mà tinh trùng nó từ đây nó lên cái bóng tinh khi mà xuất tinh thì thay thế vì nó được đưa ra ngoài thì nó lại xuất ngược vào trong, nó đi ngược lên hoặc là nó đi vào bàng quang. Đó là một cái bệnh lý hở ở cái cổ bàng quang chỗ này nha quý vị nha. Thì ở trong những cái chương trình tới khi mà chúng ta bàn về những cái bệnh lý uh, của hệ sinh dục nam, thì chúng ta sẽ bàn về cái bệnh xuất tinh ngược nha quý vị nha. À, mời quý vị quan sát cái thiết đồ cắt ngang của cái tiền liệt tuyến. Đây là cái bàng quang nha quý vị nha. Đấy, đây là cái cổ bàng quang. Đấy, nó sẽ có một cái uh, niệu đạo đi xuống đây. Đây là cái tiền tiến nó nằm ở hai bên cái niệu đạo nó ôm lấy cái niệu đạo này đấy đây là cái uh, thiết đồ cắt ngang của cái uh, tuyến tiền liệt nha quý vị nha uh, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái cơ chế phóng tinh ở nam giới thì quý vị biết rồi sự phóng tinh ở nam giới đó là một cái phản xạ giao cảm khi mà kích uh, thích đạt đến cái mức độ cực khoái đó thì các cái cơ vòng uh, nó sẽ được mở ra và các cái cơ đáy chậu cái hệ thống ống dẫn tinh nó sẽ co bóp từng đợt kết hợp với các cơ đáy chậu như vậy nó co bóp từng đợt một thì nó sẽ đẩy cái tinh trùng ra bên ngoài đó là cái hiện tượng phóng tinh và trong cái quá trình này đấy, thì cái cơ vòng ở cái cổ bàng quang này nó sẽ được co thắt lại và nước tiểu do đó nó không có đi ra ngoài được còn những cái cơ vòng ở cái bóng tinh thì nó lại được giãn nở ra và dưới cái sự co bóp liên tục từng hồi của các cái cơ đáy chậu của các cái cơ vòng ở cái đường ống dẫn tinh thì nó sẽ đẩy tinh trùng đi ra theo cái đường niệu đạo và đó chúng ta gọi là cái quá trình xuất tinh à, vậy là tôi vừa giới thiệu với quý vị một cái nét khái quát nhất về hệ sinh dục nam giới thì nó gồm có hai phần à, bộ phận sinh dục ngoài gồm có tinh hoàn và dương vật à, bộ phận sinh dục trong thì có tiền liệt tuyến và các cái chức năng của nó. Trong những cái chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị về một số những cái bệnh lý thường gặp của hệ sinh dục nam giới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của chúng tôi hàng tuần. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.